Vâng, hello xin mọi người, chúng ta chơi nói mình thế nào, mình sẽ làm server của mình dành cho 0.14.3 thôi nhé. À, nhìn mình vô thử. Tầm một chút hen. Ok, bắt buộc mình phải log in. À, không cần nữa. Thì đó, có mấy con vật mới chúng ta mà không cần phải lấy trứng hồi sinh. Ok, server chúng ta đấy. Thì các bạn nhớ vô server của mình. Và chỉ dành cho không nhớ mỗi nhóm mai thôi nhé. Bye bye.